anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Mụ Điên của tác giả Sâu. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. mụ chặt phăng cây xoài to ở cuối vườn. Lựa cành cây đem chất thành một đống riêng ở góc sân nhiều nắng rồi gom toàn bộ số lá, cả xanh và khô thành một ụ lớn. Mụ đốt ụ lá. Khi nắng giữa trưa hè như hun như thiêu dễ dàng thổi ngọn lửa đang nhen nhóm dưới mớ lá tươi bùng lên mạnh mẽ. Ụ lá xoài cháy khét, hăng hắc mùi nhựa, khói theo gió vờn qua hàng rào kẽm gai nhảy nhót khắp các ngõ ngách của xóm nghèo, trườn nhẹ trên mái ngói cũ kỹ của những căn nhà ba gian thấp bé rồi xông thẳng vào căn nhà ba tầng đẹp đẽ ở đầu xóm. Nhà mụ ở cuối xóm. Mụ làm nghề mổ lợn. Nói đúng hơn là gia đình chồng mụ làm nghề mổ lợn. Khi nghề cha truyền con nối, mụ được gả về căn nhà này đã ngót nghét hơn 20 năm. Gã chồng kế thừa nghiệp cha được 3 năm thì cha chồng qua đời. Hai năm sau đó, mụ sinh được một mụn con gái rồi thôi, không sinh được nữa. Có người nói, nhà mụ sát sinh nhiều vô kể nên bị báo ứng, tuyệt hậu là điều hiển nhiên. Mụ nhếch môi cười khẩy một tiếng coi thường. Gã chồng của mụ tuy hiền lành chất phác nhưng lại là một con ma men. rượu quấn thân quanh năm nên còm cõi như người sắp về bên kia thế giới. Mụ mà còn sinh được nữa trừ khi gian díu với một gã chẳng phải chồng đôi chân mụ như dán chặt vào đất đôi mắt chân chân nhìn vào ụ lá đang dần cháy lớn khói bay nghi ngút cuộn vào mắt mụ nóng bỏng cay xè mụ chuyển mắt ánh nhìn xuyên qua làn khói lướt qua những mái nhà thấp rồi đóng đinh vào căn nhà sơn màu vàng nổi bật ở đầu xóm còn người xám xịt màu thù hận có bóng người thấp thoáng bên khung cửa bắt gặp ánh nhìn của mụ thì hoảng hốt kéo rèm rồi quay lưng thật nhanh. Bác Năm Bác Năm Tiếng gọi gấp gáp ở đầu ngõ làm mụ giật mình thoát khỏi cơn mê vội vàng đưa tay dụi hai mắt rồi bước ra. Nhìn thấy người gọi là bé ba con lão tứ trường thôn thì quắc mắt. Mày gọi tao làm gì? Không để ý đến giọng điệu nhiều phần khó chịu của mụ. Bé ba quính lên cầm lấy tay mụ kéo đi vừa đi vừa phân trần. Bác đi nhanh lên. Chị Xuân bị bọn trẻ chăn trâu ở thôn bên bắt nạt. Bọn nó gọi chị Xuân là con hư thân. Con điên. Con là con gái. Con đánh không lại bọn nó. Tội chị Xuân lắm bác ơi. Giật tay mình khỏi nắm tay nhỏ nhắn của ba. Mụ chạy như điên về phía trước. Phía có khoảnh đất gò cao mù trở thành nghĩa địa của xã đã bao năm nay. Mặc nắng, mặc bé ba gọi ý ới phía sau mụ cứ chạy vừa chạy vừa thảng thốt hai tiếng con ơi đứa con của mụ đứa con gái số khổ tội nghiệp của mụ đời cứ hành hạ nó bao điều trong khi người già như mụ lại phải sống khỏe mạnh từng ngày nhìn con gái mình chết dần chết mòn trong đau khổ mụ chạy phăm phăm trong nắng bước chân huỳnh huỳnh nghe như khỏe mạnh lại không hề hay biết bóng dáng mình đã già nua và cô quạnh lắm thay. O không o, tiếng rên khẽ của gã chồng vang lên từ giường đối diện làm mụ giật mình tỉnh giấc. Mụ ngồi dậy bước xuống giường, bằng ánh đèn hắt xuống từ phía bàn thờ. Mụ vén màn bắt đầu công việc quen thuộc hàng đêm, xoa bóp tay chân cho gã chồng bệnh tật. Tiếng thở dài kìm nén của mụ hòa lẫn vào tiếng chó sủa đêm văng vẳng ở xa rồi tắt hẳn sống ở đời có vài chuyện trời hại không chết mà người hại thì rước họa vào thân gã chồng à không gia đình mụ là một điển hình gã chồng của mụ là con trai trưởng trong một gia đình có ba người con trai người ta vẫn nói tam nam bất phú từ ngày có ba đứa con gia đình chồng xa suốt hẳn đến khi cha chồng đổ bệnh rồi qua đời mẹ chồng vẫn ở với mụ được mụ thương yêu và chăm sóc tử tế dù bà nhiều lúc khó khăn và cay nghiệt vô cùng. Năm năm trước, bà đột quỵ rồi nằm một chỗ. Mọi chuyện thuốc thang, ăn uống, đi ngoài, đều một tay mụ lo toan chăm sóc. Ba năm đầu, hai đứa em chồng còn phụ tiền chăm mẹ, thỉnh thoảng còn để vợ sang giúp mụ trông mẹ chồng vài hôm. Dù không định kỳ hay nhiều nhặn nhưng vẫn là có mụ không thể phủ nhận mẹ chồng yếu dần còn bị bệnh đáng trí không nhận ra con cháu sự chăm sóc của em chồng vắng dần đi rồi mất hẳn mụ giận lắm nhưng để giữ gia đình hòa thuận mụ đều nín nhịn hòa thuận hỏi han dịu dàng nhắc nhở em chồng tươi cười vâng dạ rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy nhưng là con người có ai hoàn hảo nhà cửa ngày một khó khăn gã chồng nát rượu con gái nửa tỉnh nửa mê. Mẹ chồng chỉ nằm một chỗ, mình mụ gánh gồng, người gầy đi vài phần, tóc bạc thêm một ít, trên khóe mắt nếp nhăn nhiều hơn. Một chiều mưa rông, gã chồng lại cà kê bên chai rượu trong khi mụ phải chạy vậy vay tiền khắp nơi. Cái giận, kê mệt lâu ngày khiến mụ điên tiết giật lấy chai rượu ném thẳng ra sân. Chai rượu vỡ toang dưới nền đất lầm chởm đá, Rượu hòa lẫn cùng nước mưa, chuyện cũng sinh ra từ đấy. Sau vài phút sững sờ vì hành động của mụ, gã chồng đưa tay hất đổ cái gạt tàn cũ kỹ xuống đất rồi loạn choạng đứng lên, chỉ vào mặt mụ, gằn giọng. "Bà làm cái gì vậy hả?" Mụ đưa chân đá cái gạt tàn, hất cánh tay đang run rẩy của gã chồng xuống rồi nói như hép vào mặt. Mụ đang giận lắm máu trong người đang cuồn cuộn sôi nhậu nhậu suốt ngày nhậu ông nhậu cho lắm vào rồi có ngày chết vì rượu tôi nói cho ông biết ông chết cũng được nhưng ông chết thì tôi cũng mặc mẹ ông với con gái ông mà bỏ xứ đi để đã vỡ nước sẽ tràn lan tứ phía mụ cũng vậy bao nhiêu nỗi lòng cất giữ suốt thời gian qua giờ có cơ hội sẽ tuôn ra cho bằng được mặc kệ lão chồng đang ngơ ngác và đứa con gái đứng nép góc tường. Mụ sẵn giọng Nợ nần chồng chất, tiền vốn mua lợn, tiền thuốc cho mẹ, tiền thuốc cho con, tiền rượu cho ông, rồi ngày ba bữa cơm đầy đủ. Bao nhiêu là tiền? Mở mắt dậy là thấy mất tiền, nhắm mắt lại là phải nghĩ xem mai đi vay tiền ở đâu. Rồi mụ thấp giọng nghẹn đắng bàn tay đưa lên vỗ và lồng ngực gầy gò ông xem hai đứa em ông ngày một giàu lên mà có đứa nào chịu đưa một đồng nuôi mẹ đều là con này lo cả ăn uống thuốc thang đều là con này lo đã thế lại chưa một ngày được yên thân với mẹ tôi nhịn bao nhiêu năm nay nhịn đến sắp tắt thở mà chết rồi dứt lời mụ ôm lấy đứa con gái đang lao đầu đến rồi ngồi phịch xuống tấm phản gỗ mà khóc nức nở đời mụ có lẽ sẽ không phải khổ như thế nếu gã chồng chẳng phải ma men. Gã chồng đứng sững giữa nhà nhìn hai mẹ con mụ. Cơn mưa ngoài trời nặng hạt dần lên. Rông chớp rạch những đường sáng trói giữa một khoảng trời tối om làm sáng rõ mặt người. Mảnh vỡ của chai rượu nằm lăn lóc giữa sân. Rượu có lẽ đã tan theo nước mưa. Sau buổi chiều đó, gã chồng đàng hoàng hẳn, thôi uống rượu và chăm chỉ hơn o không o. Con chó già nhà mụ nuôi ở góc vườn tự dưng sủa lên một tiếng rồi im bặt kéo mụ ra khỏi cơn mê man. Mụ ngẩng đầu nhìn về phía bàn thờ. Dưới ánh đèn dầu, bóng của cha chồng nhìn mụ đầy hiền từ. Dừng động tác xoa bóp, mụ đứng dậy vén lại màn cho chồng rồi với tay lấy cái đèn pin trên đầu tủ bước ra sau nhà. Mụ ho lên vài tiếng và bật đèn. Vài con lợn trong chuồng kêu lên en ép tiếng động lạ cũng lặng mất vài giây rồi thay bằng tiếng bước chân vội vàng chạy trốn mụ liếc mắt nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng vừa kịp với giờ mổ lợn hàng đêm sau khi kiểm tra số gà trong chuồng còn đủ và con chó giả chỉ bị đánh thuốc mê thì mụ mới yên tâm đun nước sôi mài dao chọc tiết lợn một mình mụ làm công việc của cả ba người kể cả việc vốn thuộc về một người đàn ông chọc tiết mụ thản nhiên bình tĩnh không một chút run tay mà cũng phải một người đàn bà như mụ phải quán xuyến và nuôi nấng cả bốn miệng ăn bằng nghề mổ lợn suốt một năm qua thì có run tay cũng phải cố mà giữ cho bình tĩnh mụ biết đời mình phận mình nhất định phải tự tay sát sinh cũng có lúc mụ muốn bỏ nghề làm một công việc không phải sát sinh nhưng ruộng không có đất lại quá ít Cải thuê quốc mướn thì không ai thuê một mụ đàn bà yếu sức như mụ, mà có thuê, tiền công nhận được cũng chẳng đủ nuôi sống người nhà, chưa kể đến tiền thuốc men chăm sóc. Có người nói mụ điên rồi, một người đàn bà lại chọc tiết lợn chẳng khác một tên đồ tể thực thụ, rồi mụ cũng bị báo ứng mà thôi. Mụ cười cay nghiệt, báo ứng của mụ chẳng phải đã đến từ lúc mụ sinh cái xuân rồi sao? Mụ chấp nhận bị báo ứng, chỉ cần những việc mụ làm không thẹn với lương tâm và nuôi sống được những con người trong gia đình mụ, vậy là đủ, không đòi hỏi thêm. Tham lam chỉ khiến con người chết sớm. Trời tối rồi trời cũng sáng. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng, trời còn nhá nhem, gà trong xóm đồng loạt gáy canh, người trong xóm lục tục thức dậy thì cũng là lúc có người đến nhà mụ mua thịt lợn vợ lão tứ trưởng thôn là người đến sớm nhất chị nhiệt tình múc nước giúp mụ dọn sạch chỗ mổ giúp mụ vớt thịt đang luộc trong nồi đon đả hỏi thăm lợn hôm nay thế nào vậy cô năm lợn rau hay cám mỡ nhiều không mụ lắc đầu lợn rau khó lắm chị ạ à. giờ người ta chỉ nuôi bằng cám tổng hợp thúc lợn lớn nhanh để bán lấy tiền mà lợn như thế toàn nạc là nạc thôi. Nhưng con hôm nay không đến nỗi nào, thịt cũng thơm lắm. Chị mua nhiều không? Tôi mua chừng nửa ký luộc cho cha con lão ăn thôi, với mua ít thịt nạc sống để nấu canh nữa. Mụ à một tiếng rồi cúi đầu mài dao cắt thịt để bán, không kịp phát hiện ánh nhìn thương xót của chị. Chú thế nào rồi cô? Có đỡ lên chút nào không? Đầu không ngẩng lên, mụ buông tiếng thở dài đã biết rồi chị nhận ra em và con nhưng vẫn chẳng thể đi đứng được chị tiến lại gần mụ hạ giọng thì thầm cô có còn ý định đâm đơn kiện bên đó nữa không cũng đã một năm rồi ừ cũng đã một năm rồi thời gian vẫn luôn trôi nhanh như thế mặc cho con người vất vả khổ đau hay sung sướng hạnh phúc nhưng chuyện cũ cứ như vừa mới hôm qua nỗi đau vẫn còn dày đặc trong hiện tại mụ vẫn nhớ rất rõ đó là một buổi chiều mưa đông lạnh buốt cơn mưa bắt đầu từ trưa đến chiều tối trời tối đất mụ kẹt giữa buổi chợ chiều ế ẩm bởi cơn mưa thấp thỏm nhìn mớ thịt thừa trên bàn bán và sốt ruột nhớ về cái xuân ở nhà dứt khoát mụ cho thịt vào túi dọn dẹp sạch sẽ bàn bán rồi dắt xe đội mưa trở về ánh sáng ban ngày đã hoàn toàn nhường chỗ cho bóng đêm xe vừa quẹo vào đầu ngõ mụ đã giật mình bởi tiếng cãi nhau trong căn nhà tối om lẫn trong tiếng người là tiếng đồ vật va vào nhau làm mụ hốt hoảng dựng vội chiếc xe cà tàng ở giữa sân mụ nhanh chân bước vào nhà cây xuân đang cuộn người ngủ co do trên chiếc phản đen lạnh lẽo chỉ kịp nhìn con bé như thế rồi mụ bước vội lên nhà trên với tay bật công tắc đèn mụ chôn chân ở cửa nghe gã chồng thét lên một tiếng rồi nặng nề ngã xuống dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn dây tóc đứa em thứ hai của gã chồng đang cầm chiếc ghế gỗ gãy làm nhiều mảnh trên thân ghế còn vương vết máu máu chảy ra từ đầu của chồng mụ máu trên người như bị rút cạn cả người mụ cứng đờ chạy nhanh về phía gã chồng trên khuôn mặt gầy gò không chút huyết sắc, mụ lay gã chồng. Vừa lay vừa gọi gã tỉnh dậy nhưng không chút phản ứng. Máu trên đầu gã chồng chảy dài trên nền xi măng, hòa dần vào nền nhà ẩm ướt. Lồng ngực nghẹn tắt, mụ phải há miệng để hít lấy không khí. Nước mắt chảy ra, nhỏ xuống trộn lẫn cùng với máu của gã chồng. Nước mưa thấm và da thịt cũng không khiến mụ thấy lạnh lẽo bằng việc nhìn gã chồng nằm bất tỉnh trước mặt mụ gào lên cấp cứu đưa anh mày đi cấp cứu ngay nghe tiếng gào của của mụ đứa em chồng vốn đang ngơ ngác như bị đánh thức vội buông cái ghế trong tay rồi xoay người bỏ chạy mụ thả người ngồi phịch xuống đất nấc lên thành tiếng cả đời của mụ kể cả khi cây xuân bị người ta lợi dụng lúc con bé dại khờ mà cưỡng hiếp cũng chưa từng hoảng loạn và sợ hãi như thế này thế là hết cuộc sống của mụ, của cái gia đình vốn nghèo khó này thế là hết. Cây cột chống nhà duy nhất cũng bị người ta đốn ngã. Hơn hết đó còn là người thân ruột thịt vốn thuộc về một nhà. Mẹ ơi, sao ba nằm dưới đất vậy? Tiếng cái xuân mơ màng nơi cửa kịp thời vực dậy tinh thần hoảng sợ của mụ. Mụ đứng dậy vội vã sộc ra khỏi cửa băng qua đường gọi hàng xóm đến giúp. Ngoài trời, mưa vẫn tí tách rơi. Sau trận đó, gã chồng tổn thương 80% cơ thể, có thể tỉnh dậy nhưng không thể đi lại. Một con ma men vốn có sức khỏe kém nay phải chống chọi với hàng đống bệnh tật trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Gã chồng chỉ nằm trên giường và sống đời sống thực vật gần như suốt quãng đời còn lại. Đó là những gì bác sĩ đã khuyên mụ chuẩn bị tinh thần lúc ca phẫu thuật cho gã chồng vừa xong. Đứa em chồng bị kết án 6 năm tù giam, bồi thường 180 triệu đồng, đồng thời phải chăm sóc gã chồng của mụ vĩnh viễn. Đó là quy định của tòa án sau khi vụ việc được khởi tố. Nhưng thực tế, số tiền mụ nhận được từ bồi thường chỉ chiếm một phần mười so với quy định. Từ lúc đứa em chồng phải ngồi tù, gồng gánh trên vai mụ cũng nặng hơn. Mọi việc đều một mình mụ lo lắng, quán xuyến. Cuộc đời bạc bẽo đến độ, gã chồng có hai đứa em trai một đứa ngồi tù vì hành hung anh trai một đứa thì dặn gia đình đi đường vòng để không phải chạy ngang qua nhà mụ quá mức vất vả mụ đâm đơn kiện dưới sự giúp đỡ của lão tứ trưởng thôn mong nhận được chút tiền bồi thường để trả bớt nợ nần vay mượn lúc chạy chữa cho gã chồng bệnh tật nhưng kiện gần một năm đến một đồng các mụ cũng chẳng nhận được từ gia đình đưa em chồng thế sự vô thường đứa em dâu sẵn sàng bỏ ra vài triệu để mua quà biếu xén cấp trên cho qua vụ kiện cũng không muốn vung ra để mụ chăm lo cho gã chồng và bà mẹ chồng đãng trí thời đại vật chất tiền là trên hết tình thân trở nên vô cùng rẻ mạt lương tâm con người cũng được bày bán một cách trơn tru o không o đặt miếng thịt lên cân mụ lắc đầu em mệt mỏi quá rồi chị ạ à. mụ đã hầu tòa đã kiện tụng suốt một năm qua, đã sớm kiệt sức trong mớ bong bong của tiền bạc và vật chất. Mụ đã kiên trì vì chồng, vì con, vì chính bản thân mụ, vì cái gia đình không có cột trống đang đổ oằn trên đôi vai ngày một gầy đi của mụ nhưng có ai thấu hiểu. Người ta chỉ thấy mụ như người điên cố chấp với thứ không thuộc về mình. Gia đình hai đứa em trai cười vào mặt mụ người ở chợ ngoài mặt thì hỏi han nhưng sau lưng thì thương hại mụ đều biết kể cả việc lão tứ trưởng thôn đã hết kiên nhẫn với những nhờ vả của mụ suốt thời gian qua mụ đều hiểu nhưng mụ buộc mình phải nhẫn nhưng sự chịu đựng của mụ chẳng được đền đáp mụ dần quen ờ cô cố gắng chăm sóc cho chồng con giờ chỉ có thế có gì cần giúp thì nói với nhà tôi nhé mụ đưa túi thịt cho chị gượng cười gật nhẹ đầu ra điều cảm ơn hàng xóm tối lừa tắt đèn có nhau giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là việc nên làm nhưng chẳng ai có đủ lòng tốt để luôn luôn giúp đỡ bằng thứ này hoặc thứ khác sự giúp đỡ của họ dần dần nhỏ đi rồi mất hẳn sự thật lòng cũng thay thế bằng việc tính toán với ý nghĩ tạm bỡ vì sợ phiền phức hiện diện trong tâm trí là con người mụ hiểu và chấp nhận điều đó một cách hiển nhiên. Nhưng mụ cũng vĩnh viễn ghi nhận lòng tốt của những người không bỏ rơi mụ trong lúc khó khăn nhất dù tấm lòng đó có từng bị đong đo. Tiến chị ra về. Mụ rửa tay bưng nước lên nhà. Gã chồng vừa ho thông báo mình đã tỉnh. Mụ rửa mặt cho chồng rồi kê gối đỡ gã ngồi dậy hít thở không khí và đón ánh mặt trời đang dần vươn mình sau những tàn cau ở góc vườn nhà hàng xóm ánh mặt trời đỏ ối lấp ló sau những đám mây mù của tiết trời mùa đông xe lạnh mụ cho chồng uống nước rồi ngồi xuống bóp chân cho gã tiếng gã chồng khó nhọc vang lên trên đỉnh đầu cảm ơn bà mụ chẳng dừng động tác trên tay cũng chẳng ngẩng đầu để mặc một giọt nước mắt nhỏ xuống chiếc chiếu cũ kỹ khóe môi mụ cong lên dẫu có là trời đông u ám mặt trời vẫn luôn mọc đấy thôi tiếp theo chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Mộng, chuyện siêu tầm. Nửa đêm, mưa to gõ âm ầm trên mái tôn. Gã mơ màng tỉnh dậy giữa cơn mộng mị. cua tay bật đèn bàn cạnh đầu giường. Đồng hồ trên cổ tay gã chỉ 3 giờ sáng. Đốt một điếu thuốc, gã cố dỗ mình thoát khỏi ảo ảnh vừa qua. Gã mơ thấy em, Em mỏng manh trong bộ váy ngủ màu trắng. Nước mưa ướt đẫm người. Em bảo anh đi đi. Như một bông hoa nhài trắng muốt bị dập vùi trong bão. Em nhợt nhạt. Cả khuôn mặt em ướt đẫm chẳng biết là mưa hay là nước mắt. Môi em xanh tái vì lạnh. Nhưng gã không làm sao có thể bước thêm một bước về phía em. Đã sáu năm rồi gã chưa được gặp em. Gã từ chối mọi tin tức liên quan đến em. Gã luôn rất nhớ em đây là lần đầu tiên gã mơ thấy em, và đó là mở đầu cho những đêm tiếp theo em đến với gã. Trong mơ, cơn bão đã giật tung cánh cửa sổ bằng gỗ, mưa thốc hết vào phòng. Giết nốt điếu thuốc rồi dẫm nó dưới gót chân trần, gã bước về phía cửa sổ, giật cuộn dây kẽm gần đó để tạm cố định tấm ván cửa sổ. Xà nhà đã bị tưới ướt loang loáng nước, gã lấy tạm mấy mảnh vải rẻ lau trong góc nhà ném xuống cho nó tự thấm rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng tự rót cho mình một ly rượu rượu nếp ông lão đánh cá ven sông kiếm được ở đâu đó đã ghé lại đây cho gã lúc chiều tối cái thứ rượu nguyên chất nhà làm này có sức quyến rũ vô hạn với gã ngọt cay mềm mượt trôi tuột xuống cổ họng và độ cồn cao say lúc nào cũng không hay gã đã trở về ngôi nhà gỗ ven sông này được gần một tuần. Đúng hơn là năm ngày. Kệ mẹ bản thảo đến hạn phải giao. Kệ mẹ hóa đơn điện nước cùng những cô à eo thon ngực nở. Kệ mẹ những đêm say khướt tiệc tùng ở ba và những cơ thể trần trụi đem đến khoái cảm điên cuồng. Gã ném lại hết, vác theo cây guitar và cái ba lô chứa mấy bộ quần dinh áo thun cùng cây thuốc lá. Gã lên con xe giã chiến của mình trở về sông vẫn như ngày gã còn bé. Mỗi chiều vẫn cuồn cuộn phù xa, lục bình trôi giạt, cánh cò bay hoang hoại ngơ ngác, đám trẻ chăn trâu đuổi bắt trên đồng. Gã cũng từng đánh rậm ven sông, bắt trộm vịt đem ra giữa đồng nướng, xem trộm lũ con gái làng tắm, hay ngụp lặn giữa dòng nước mênh mông. Gã đều trải qua hết thảy. Nhiều năm rồi gã lại trở về đây ngôi nhà gỗ gần như đổ sụp. Gã huy động nhân công trong làng thuê đến để tu sửa lại. Gỗ ngày nay đâu phải như xưa chặt bừa trên rừng. Phải mua. Tất nhiên. Đắt. Gã vung tiền như nước. Người làng chố mắt vì thằng con xa quê lâu ngày trở về lại nhiều tiền đến thế. Nhưng nhìn cái vẻ ngạo nghễ, bất cần, lạnh lùng của gã, mọi sự tò mò, săn đón đều ngừng lại trong cuống họng có một số người nghĩ gã không biết gì ăn cắp vật liệu ăn bớt tiền thi công gã không vạch mặt chỉ nói thầm với người chủ thầu cũng là bạn thân của gã hồi còn bé thế là đuổi đi cuối cùng ngôi nhà nhỏ cũng xong chỉ một cái giường đơn một tủ quần áo một cái bàn gỗ một chiếc ghế cùng bộ ấm trà một ngăn nhỏ làm bếp tất cả đều chỉ một gã thích thế ai cũng nhìn thấy như thế không ai dám lán lại chơi cầm tiền xong là cút hết chỉ ông lão đánh cá vẫn thỉnh thoảng ghé qua cùng gã uống trà nướng cá nhắm rượu nhà chỉ có một cái ghế gã bê luôn bộ trà ra trước hiên hai ông con ngồi dưới đất đối ẩm ngày cũng như đêm bất cứ khi nào ông ghé ông lão sống trên đò đó là nhà của ông gã không biết ông đã bao nhiêu tuổi gia đình ở đâu gã chưa bao giờ hỏi từ khi còn bé gã đã thấy ông trên khúc sông này một thân một mình đánh cá nuôi thân thỉnh thoảng hát vài ba điệu dân ca bắc có trung có nam cũng có không ai biết nhà lão ở đâu một tia sét xẹt ngang bầu trời lóe lên qua khe cửa sổ nhà gã rượu đã hết gã chửi thầm thế mà lại chẳng say mới hài chứ càng uống lại càng tỉnh là thế nào gã nhớ em điên cuồng em mềm ấm và thơm gã thèm ôm em trong lòng bế em trên tay đẻ em xuống tấm giường đơn kia và điên cuồng làm tình thèm lắm đã bốn giờ sáng trên khúc sông trơ trọi này lấy đâu ra chỗ núp ông lão đã đi đâu đứng trước hiên nhìn ra sông mặc cho mưa tạt ướt hết gã cố căng mắt nhìn trong vô vọng trong cái lạnh của nước mưa cùng nỗi khát khao dục vọng không thể phát tiết gã không thể dỗ mình tiếp tục ngủ đành ngồi đó trước hiên chờ trời, trời sáng mưa đã ngừng gió vẫn kéo giật khắp nơi như một con mụ điên lên cơn đùa cợt mặt trời ửng hồng mệt mỏi hiện lên ở phía đông gã cũng đốt hết điếu thuốc còn lại trong bao cả người mỏi nhừ rượu lúc này đã thấm người trong làng lục tục ra sông vớt củi bởi khúc sông này là hạ nguồn của con sông mỗi khi mưa lớn sẽ cuốn trôi cây gỗ mọi thứ về đây có tiếng hét thất thanh rồi nhiều tiếng xôn xao đánh tới ồn ào cả buổi bình minh ảm đạm này gã nhìn về phía đó người bu đông nghẹt chẳng thấy được gì gã chẳng buồn sỏ dép, cứ quần dinh, thân trên trần trụi và trên môi hứng hờ điếu thuốc bước lại. Người ta đang kéo cái gì đó đen thùi lùi dập dềnh trên sông lên bờ. Gã nhận ra thứ đó là con đò của ông lão đánh cá. sét đã đánh chúng vào đó. Nó cháy đen thui. Nóc tung đi mất. Một thân mình nhỏ bé cháy đen co quắp nằm đó. Chơ vơ. Người ta suýt xòa. Ai thán thương hại tội nghiệp dâm gian một góc sông không ai dám chạm vào cái xác gã vứt điếu thuốc quay về nhà tìm cái sẻng vác trên vai đi lên phía mô đất cao ven sông hì hục đảo một hai ba rồi nhiều người đàn ông khác cũng lục tục vác sẻng tới cạnh gã hì hục đảo một cái huyệt to hơn sâu hơn bình thường hiện ra chẳng ai bảo ai họ cùng khiêng cả con đò cùng cái xác nhẹ nhàng đặt xuống đó. Vài bà cụ, ông cụ già trong làng đi xung quanh kia huyệt tụng một bài siêu độ rồi gã là người đưa xuống sẻng đất đầu tiên. Kia huyệt được lấp đầy. Trời vừa sáng. Đêm, gã độc ẩm bên nấm mồ mới đắp. Tiếng guitar nổi lên giữa đêm huyền hoặc. Vài người đàn ông trong làng đi tới. Người sách con gà. Người đĩa xôi người vài con cá khô, người nải chuối đều ngồi xuống đất, tự rót rượu cho mình, ưu tư. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài. Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lão úa trên cao rụng đầy cho trăm năm vào chết một ngày họ hát cứ thế thế hát người không biết hát thì ngật ngưỡng gật đầu âm ư theo tiếng nhạc chẳng ai nói gì nhiều cũng chẳng nhìn vào mắt nhau gã lại nằm mơ thấy em lần này là một đoạn chat trên mạng mà gã đã chôn vùi rất lâu em bảo em đau gã bảo không sao tìm người đàn ông của em đi bảo anh ta đưa em đi bệnh viện sau đó em không nói gì nữa đêm đó gã say khướt gọi một cô nàng tới điên cuồng một đêm đến sáng cô nàng nguẩy mông đi ném cho gã một ánh mắt xem thường không ai muốn làm tình với một người cứ gọi tên người khác may cho anh kỹ thuật không tồi không thì tôi đã đánh chết anh gã nhếch mép đốt thuốc không nói lời nào hai ngày sau bạn gã đem đến tin xấu em đang nằm trong bệnh viện đã vượt qua vòng nguy hiểm. Gã từ chối cho ý kiến. Sau đó gã lén đến bệnh viện, nhìn thấy người đàn ông của em đi vào phòng bệnh, rồi quay về. Hình như lúc đó là hai năm trước. Từ đó gã lảng tránh dần những người bạn cũ, bạn chung của cả em và gã. Bản thảo của gã được xuất bản, được dựng phim càng nhiều, gã càng điên cuồng viết. Có những ngày gã ở trong nhà cả tuần không hề bước ra cơm ăn nước uống đều thuê người đem tới nhưng ổ chó của gã vẫn sạch bong vì gã thuê người giúp việc theo giờ gã chưa bao giờ là người bể bột lôi thôi đó là thói quen cố hữu của gã do em huấn luyện mà thành em bảo phải luôn tươm tất sạch sẽ thơm tho để không làm xấu mặt mình làm người khác khó chịu tìm mãi không thấy thuốc gã mới phát hiện ra đã hết sạch thuốc lá rồi một tuần hút hết một cây thuốc, đã nhiều lần gã tự hỏi nếu không có thuốc lá thì cuộc đời vô vị của gã sẽ trôi qua thế nào đây, có lẽ sẽ chết vì nhàm chán. Gã lại ra ngồi trước hiên, sương đêm lạnh buốt. Có bóng người siêu vẹo bỏ chạy, là người hay ma. Gã lao ra, túm lấy cái bóng, là cô bé trong làng đã nhìn gã hôm trước. Gã cúi xuống nhìn cô cô cúi gầm mặt, run rẩy nhưng không phát ra tiếng nào. Gã sốc cô lên vai, trở vào nhà, đóng cửa, vứt cô xuống giường. Gã thân trần, chỉ mặc độc cái quần lót nằm đè lên cô, điên cuồng gặm cắn. Cô mềm mại rên rỉ, vặn vẹo dưới thân gã. Đây chính là sở trường của gã. Luôn là thế. Qua cơn kích động, gã thỏa mãn nằm thẳng cẳng trên giường môi khô khốc tìm không ra điếu thuốc cô nằm quay lưng lại với gã cuộn tròn trong tấm chăn đơn thút thít khóc ngoài em gã chưa từng hôn môi bất cứ người đàn bà nào cô gái này cũng chẳng phải ngoại lệ cô ta muốn cái quái gì ở gã cơ chứ nửa đêm tự động chạy tới căn nhà nhỏ của gã rình dập cái gì chẳng phải cũng chỉ khao khát được nằm dưới thân gã nửa sung sướng nửa đau đớn và quằn quại rên gì sao phiền phức gã đứng dậy mặc thêm cái quần dinh vắt ở trên ghế liêu siêu bước vào trong bếp đun nước nóng trước khi mất hút trong gian bếp gã chỉ ra cửa lười biếng lạnh nhạt quát một tiếng cút suốt đêm không ngủ đây là đêm thứ chín gã ở lại căn nhà gỗ bên sông không máy tính không điện thoại gã biết không nên tùy hứng mà làm theo ý mình quá lâu gã còn trẻ đời còn dài phải tận dụng lúc còn trẻ mà kiếm tiền dưỡng già. Điều đó là vô cùng cần thiết cho một kẻ độc thân thích hưởng thụ như gã. Em không đến nữa. Đơn giản vì gã không ngủ. Gã vẫn ngồi đó trên chiếc ghế duy nhất, bên khung cửa sổ nhìn ra bờ sông. Ánh trăng bằng bạc dập dành trên sóng. Vài tiếng quốc kêu đêm làm gã cảm thấy mình không đến nỗi cô độc. Gã nhớ em. Còn nhớ 10 năm trước lần đầu gặp em, gã là thằng học sinh ôn thi đại học 18 tuổi trọ gần nhà em. Em kém gã 4 tuổi, đang học cấp 2, gầy nhom, mắt to ngơ ngác. Ngày nào gã cũng nhìn thấy em đi học qua trước xóm trọ, áo trắng học sinh chói mắt. Em không bao giờ cười, ánh mắt luôn thất thần như lạc đi đâu, môi hay mím lại thành một đường mỏng manh chiếc cặp sách trên vai em như quá nặng so với sức của em gã để ý gã xót xa gã ngập ngừng cũng từ đó gã biết làm thơ gã tập tành viết văn gã chơi đàn em vẫn đi qua mỗi chiều gã vẫn ngóng mỗi ngày thế rồi gã vẫn tiếp tục ở xóm trọ đó trong bốn năm đại học kế tiếp dù đạp xe đi học rất xa trời nắng thì nóng muốn vỡ đầu Trời mưa nước ngập đầu gối, trời lạnh thì khỏi nói, gió bấc thốc từng cơn. Năm gã tốt nghiệp đại học cũng là khi em học xong cấp 3, ngày em sắp đi thi đại học, gã Liều chết chặn đường em xin làm chân hộ tống. Em ngước nhìn gã, mắt ướt trong veo, khẽ gật đầu. Tác phẩm đầu tay của gã được xuất bản, gã dùng số tiền ấy mua một chiếc xe máy. Ngày em báo tin đậu đại học, Gã chở em trên chiếc xe mới đi ăn kem, tặng em cuốn sách đầu tay. Về em, em bẽn lẽn cúi đầu. Gã cầm tay em, hôn nhẹ lên mái tóc xuân dài. Thế rồi em có ý chung nhân, do cha mẹ của em định sẵn. Em cúi đầu không nói, gã nói gì em cũng không thưa. Trước khi đi em rúi vào tay gã chiếc khăn tay trắng tinh em theo một nhành ngọc lan. Thơm mùi ngọc lan trước xóm trọ gã gã chuyển chỗ ở đi biệt nghe nói người đàn ông của em rất xuất sắc nghe nói người đó rất thương em lo lắng cho em chu đáo nghe nói họ đã đính hôn và sẽ cưới ngay sau khi em tốt nghiệp đại học gã nhếch mép cười phải hẳn là xứng đôi một thằng mồ côi cù bơ củ bất là dân ngoại tỉnh đến nương nhờ ở thành phố này sao mà xứng với em gã từ chối mọi thông tin về em gã thay đổi cách sống gã lươn lẹo luồn lách gã tóm lấy mọi cơ hội hoặc tìm ra mọi cơ hội cho mình trong ba năm gã đã trở thành nhà văn biên kịch nổi tiếng thu nhập ổn định thay người tình như thay áo trong giới ai ai cũng biết gã biết mọi trò ăn chơi đảng điếm ma mãnh trên đời gã đã nhuộm đen chẳng ai nhận ra gã nữa thật tuyệt trở lại thành phố lại deadline hóa đơn biên lai những bộ ngực và những bờ mông căng tròn tới tấp đến tìm gã lấy cớ dưỡng bệnh gã thoát khỏi mọi lời trách móc lại những đêm thức khuya viết lách lại những ngày ngủ vùi và lại những cuộc say hoan lạc triền miên gã đã chẳng mơ thấy em nữa không hề bão lại đổ bộ vào thành phố. Tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức gã khỏi cơn mê. Gã rất ghét bị đánh thức và cực kỳ xấu tính lúc ngủ dậy. Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ sáng. Gã lầm bầm sỏ chân vào cái quần dinh tìm thấy được trên sàn nhà. Thầm mong là kẻ đập cửa kia có lý do chính đáng nếu không gã sẽ đấm vỡ mặt kẻ đó vì đã làm phiền giấc ngủ quý báu của gã. Cửa bật mở. Gã ngây người, đứng trước mặt gã là người mà gã biết nhưng chưa từng chính thức gặp mặt, người đàn ông của em. Người đó toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt nhợt nhạt, dâu lởm chởm có lẽ mấy ngày rồi không cạo, vẻ đẹp trai đã kém đi vài phần anh khí. Tới gặp cô ấy một lần, xin cậu, người đó nói cuống quýt, nửa van nài, gã ngẩn ngơ, khẽ gật đầu siêu vẹo vào phòng khoác lên mình cái áo sơ mi trắng sạch sẽ trong tủ, sỏ giày, khóa cửa. Em nhật nhạt nằm trên giường, giữa đống dây nhợ và máy móc, mái tóc đen dài xóa tung sơ xác. Trên đường đi từ ngoài cổng vào, gã đã cố trà sát tay mình cho bớt lạnh. Nắm tay em, gã run rẩy không nói lên lời. Người đàn ông kia ghé vào tai, em nói nhỏ cậu ấy đến rồi hàng mi của em rung động thật lâu tay em nắm tay gã thật chặt như người chết đuối bám vào cọng cỏ cứu mạng nghe nói em đã hôn mê hai ngày rồi kể từ đêm đó gã gọi cho tất cả các đối tác hẹn dừng lại toàn bộ công việc cắt đứt liên lạc điện thoại ngày ngày ở trong bệnh viện người đàn ông kia căn gô đó im lìm như một chiếc bóng trưa ngày thứ ba em tỉnh táo lạ kỳ cùng gã ôn chuyện cũ. Em chưa bao giờ nói nhiều như vậy với gã. Cuộc nói chu gen này gấp nhiều lần 10 năm qua cộng lại. Sau đó, em kêu mệt, bắt gã về nhà cạo dâu, thay quần áo thật đẹp rồi quay lại. Nói thế nào em cũng bắt gã về. Người đàn ông kia nhìn gã, gật đầu. Gã giao lại em cho người đó, vội phóng xe về nhà vừa tắm xong gã vội vã lau khô người đi tìm quần áo. Mặc quần tây áo sơ mi ca màu xanh, nhìn rất trẻ trung, phong độ, hẳn là em sẽ thích lắm. Có điện thoại gọi tới số riêng của gã, hẳn là người bạn thân thiết nào đó gọi rồi, không buồn xem ai gọi, gã bấm nghe luôn. Đầu dây bên kia truyền tới làm lòng ga lanh lẽo, cô ấy đi rồi, điện thoại bị gã quăng vào tường vỡ tan gã chạy ra đường chặn lại một chiếc taxi phóng thẳng tới bệnh viện người kia đã làm xong thủ tục cho em người đó hỏi gã có muốn đi nhìn em một chút không gã từ chối người kia là chồng của em người đó có mọi tư cách lo cho em gã đến một chút tư cách thôi cũng không phải chẳng là gì của em cả gã thất thần bước lên xe trở về phòng đêm ấy gã lại mơ thấy em Em mặc váy trắng tinh điểm vải bông hoa xanh biếc. Em nhìn gã tha thiết, ngượng ngùng cười. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Mẹ đừng khóc, con vẫn ở đây. Tác giả Vi An Nguyễn Tính nghĩ mình đang chết dần, Chiếc xe khách có vẻ đã gặp va chạm trên đèo rồi rơi xuống vực. Chắc chắn vậy rồi. Trước lúc hôn mê rõ ràng Tĩnh nghe thấy tiếng kim loại đâm vào nhau chát chúa, những rung lắc dữ dội và hình như cả một cú lộn nhào. Bởi vậy, nếu Tĩnh không nhầm thì giờ này mình đang mắc kẹt trong chiếc xe khách lật úp tít dưới đáy vực và tình hình cơ thể thì rõ ràng là vô cùng không tốt. Ngay khi tỉnh dậy Tĩnh đã nhận ra cơ thể hoàn toàn mất cảm giác vậy cũng tốt bởi tĩnh cảm nhận được mình bị thương nặng lắm thứ gì đó đã đè nghiến ghim chặt toàn bộ phần thân dưới thứ gì đó bằng kim loại và vết thương ở đâu đó đang chảy máu không ngừng mình sẽ chết không không thể được tĩnh còn trẻ lắm tĩnh còn chưa thực hiện được giấc mơ của mình Chuyến đi này lẽ ra phải là chuyến đi giúp tĩnh chạm tay vào giấc mơ nung nấu từ nhỏ chứ không phải chuyến đi để chôn vùi số phận. Tĩnh không muốn. Tĩnh không cam lòng. Máu rõ ràng vẫn đang tuôn ra khỏi cơ thể từ miệng vết thương. Cơ thể vốn đã lạnh ngắt của tĩnh lạnh càng thêm lạnh. Tĩnh thấy cả người như bị dìm trong bóng tối. Không được ngủ. Tĩnh gồng người chống lại cơn mộng mị đang xâm lấn trong đầu đừng nhắm mắt nghĩ đi đừng nhắm mắt tiếng nói của bản năng thúc giục dồn dập nhưng trong đầu tĩnh chỉ là một khoảng trống rỗng tăm tối trong khoảnh khắc yếu đuối ấy tĩnh thấy mình lầm nhầm mẹ ơi chỉ là hai chữ đơn giản có lẽ tĩnh cũng chỉ buột ra theo bản năng nhưng trong tình cảnh hiểm nghèo ấy cứ như ma chú tuy vực tính khỏi vũng lầy hôn mê mộng mị xong lại ném ngược tính vào một biển những ký ức chất chồng tính sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ xíu nhỏ tới mức tất cả mọi người không chỉ quen biết mà còn thuộc lầu gia phả ba đời của nhau nữa sự thân thuộc ấy khiến tình người ấm áp và đầy gần gũi tính từng quyến luyến và phụ thuộc vào lối sống ấy tới mức chỉ ước rằng được sống tại đó tới hết đời và chắc Tĩnh sẽ vẫn nghĩ như thế nếu không phải một ngày đẹp trời gia đình nhỏ bé hạnh phúc của Tĩnh bất ngờ tan vỡ. Ba Tĩnh là một họa sĩ, sau một chuyến công tác ông trở về và bất ngờ tuyên bố đã phải lòng một người khác. Bất chấp những giọt nước mắt của mẹ và Tĩnh, ông vẫn dứt khoát ra đi. Khi đó Tĩnh vừa lên lớp 6. Sự ra đi của ba là khởi đầu của những chuỗi ngày buồn sau đó nếp sống phẳng lặng của thị trấn vì có việc của gia đình tĩnh mà gợn sóng ban đầu là những lời sẻ chia thông cảm cùng an ủi mẹ con tĩnh nhưng dần dần nó biến thành những lời đồn đoán tọc mạch hàng trăm con mắt bắt đầu chăm chăm theo dõi cuộc sống của mẹ con tĩnh những lời sầm xì bản tán có thể nghe được ở khắp nẻo nơi mà tĩnh từng nghĩ là thiên đường ngoắt một cái trở thành địa ngục sau nửa năm sống trong đau buồn uất ức mẹ tĩnh sụp đổ bà gần như biến thành một người khác lời lẽ chua ngoa cay nghiệt đến mức ác độc từ ngày đó cuộc sống của tĩnh tắt hẳn nụ cười tĩnh lầm lì và học cách thu mình lại tĩnh giống bà càng lớn lại càng giống có lẽ cũng vì thế mà ánh mắt mẹ nhìn tĩnh ngày càng lạnh dần cho tới một ngày bà tìm được một tập giấy chi chít những bức họa của Tĩnh thì sự lạnh nhạt trong mắt bà bùng thành ngọn lửa căm hận và chán ghét. Bà xé nát tập giấy, dùng thước vụt vào tay Tĩnh tới tấp. Bà buộc Tĩnh hứa không vẽ nữa. Nhưng mặc kệ bà vụt mạnh thế nào, Tĩnh chỉ mím môi chịu đựng. Lúc bà dừng tay lại, cánh tay phải của Tĩnh đã sưng phù và be bét máu nhưng đôi mắt Tĩnh vẫn giáo hoảnh. Kích thước bà dùng để đánh Tĩnh cũng gãy làm hai, hệt như mối quan hệ giữa hai người, hoàn toàn không thể vãn hồi. Từ đó, căn nhà vốn vắng tiếng cười của Tĩnh lại càng thêm tịch mịch lạnh lùng. Mẹ và Tĩnh có khi không nói với nhau hàng tuần liền, đến cả bữa cơm cũng không chạm mặt. Cũng chính khi đó là thời điểm Tĩnh mơ về một cuộc sống khác. Tốt nghiệp cấp 3, mặc kệ mẹ gợi ý nên theo học một trường đại học ngay tỉnh nhà. Tính nộp hồ sơ vào một trường đại học mỹ thuật tận Hà Nội. Tính muốn dứt khoát đi khỏi nơi này, thoát khỏi ánh mắt oán hận của mẹ cùng những tai mắt tọc mạch đầy dẫy xung quanh mình. Mẹ nhìn hồ sơ đăng ký của tĩnh, gằn giọng. Không được. Tĩnh bướng bỉnh nhìn mẹ, rồi như châm chọc nhét tọt bộ hồ sơ vào chiếc cặp đi học và dứt khoát quay người kỳ thi qua tĩnh vừa đủ điểm nhận kết quả trên tay tĩnh nghe tim mình run lên vì phấn khích và hy vọng mẹ sau năm năm gần như không hé răng phá lệ nói với tĩnh một câu dài tao không cho phép nếu mày bước ra khỏi cửa tao sẽ từ mày tao sẽ không cho mày một xu một cắt tĩnh nhìn mẹ đắc thắng mỉm cười con gọi cho ba rồi Bà sẽ nuôi con Ngày tính sách ba lô đi mẹ chặn tính ngang cửa ánh mắt bà không hằn học mà chỉ có run rẩy cùng hoảng loạn đừng đi đừng đi trong một khoảnh khắc tính nghĩ tim mình lạc nhịp nhưng ngay sau đó những uất giận buồn bực tích tụ bao năm bùng lên tĩnh xô mẹ sải bước như bỏ chạy phía sau lưng tĩnh mẹ gào lên khản đặc và dây dứt. Vậy rồi tĩnh ra biến bắt xe, rồi xe va chạm lật úp, rồi tĩnh nằm ở đây. Có tiếng người nói loáng thoáng cắt ngang dòng ký ức của tĩnh. Nghe tiếng thì họ ở ngay sát bên tĩnh rồi. Tĩnh cố mở mắt nhưng chỉ thấy bốn năm cái bóng lòe nhòe. Tĩnh biết đó là do mình mất máu quá nhiều. Tuy vậy, tài tĩnh vẫn nghe được dù có vẻ hơi lùng bùng và không rõ họ chắc hẳn là nhân viên cứu hộ còn thở con bé còn sống nâng lên đi ai đó reo lên như vậy tĩnh thật muốn nhếch miệng cười dĩ nhiên còn sống tĩnh thậm chí còn đủ tỉnh táo để ôn lại ký ức cơ mà không được con bé bị kẹt trời chân thế này chắc nát hết ồ oh, không sai biệt lắm với dự đoán của tĩnh không sao chỉ cần còn tay để vẽ là được không sao cả con bé mất máu nhiều quá mạch yếu lắm rồi phải nhấc dãy ghế đang chèn nó lên nhanh nào đếm đến ba một hai ba tĩnh cảm thấy cái vật nặng đè nghiến phần thân dưới đã bị nhấc lên rồi lại cảm giác mình được nâng lên đặt cẩn thận trên một chiếc cáng khổ thân còn trẻ quá không biết phải chịu đau thế nào nghe những lời trao đổi của nhân viên cứu hộ tĩnh lại muốn mỉm cười các chú không biết đâu cháu rất may mắn cháu chẳng cảm thấy đau một chút nào mà thực ra nếu thực sự đau đớn tĩnh vẫn tin mình sẽ chịu đựng được tĩnh gan lì mà tĩnh rất giỏi chịu đựng Hè năm tĩnh lớp 9 trên thành phố có một vị họa sĩ nổi tiếng mở triển lãm tranh. Tĩnh biết tin do đọc báo văn nghệ của tỉnh. Tin này làm tĩnh háo hức và quyết tâm đi xem bằng được. Tĩnh đã giấu rất kỹ. Ấy vậy mà không hiểu do đâu mẹ vẫn biết. Bà khóa cửa nhốt tĩnh trong nhà. Vậy nhưng bà không ngờ tĩnh lén trèo qua cửa sổ rồi nhảy từ tầng 2 xuống. Cú tiếp đất không chuẩn khiến tĩnh ngã rúi rụi nhưng mặc kệ cái chân đau bút tĩnh vẫn bắt xe buýt lên thành phố đi xem triển lãm. Tối đó cái chân của tĩnh sưng đỏ, bút như có kim trong thịt, nhưng nhìn ánh mắt mẹ cứ lóe lên những tia căm ghét ác nghiệt tĩnh lại cắn răng nhịn xuống. Đêm hôm đó tĩnh phát sốt, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong viện, tay truyền nước còn chân bị bó bột cứng ngắc. Bác sĩ thấy tĩnh tỉnh dậy thì quát um lên rằng to đầu mà dại nứt xương đùi mà còn vác xác đi cả một ngày. Bác sĩ quát một hồi rồi nhẹ giọng bảo gần sáng là mẹ tĩnh đưa tĩnh nhập viện nhưng sau khi làm mọi thủ tục thì bà đã về rồi. Bà bảo tĩnh què chân còn đi lên thành phố được thì chắc tự lết được về nhà. Tĩnh nghe xong chỉ biết cười trừ. Hai tay chống nặng nhảy lò cò gần ba cây số để về nhà. Ký ức về cái chân gãy giúp tĩnh giữ được lý trí cho tận tới khi được yên vị trên xe cứu thương lúc này mắt tĩnh đã tối hẳn và thính giác cũng hoàn toàn mất chút cố gắng giấy ruộng cuối cùng buông xuống ý nghĩ cuối lướt qua tâm trí mơ hồ của tĩnh là hình như có mưa mưa rơi xuống mặt tĩnh và kỳ lạ nước mưa thật ấm tĩnh dường như đã mơ một giấc mơ dài khung cảnh trong mơ là trộn lẫn giữa những ký ức tĩnh nhớ rõ ràng và cả những khung cảnh đứt đoạn không rõ rệt có vẻ như là những ký ức mà tĩnh đã trải qua nhưng bị bỏ quên tĩnh thấy một cánh đồng hoa cải vàng rực và ba đang ngồi trước giá vẽ lúc này mái tóc ba vẫn đen đây hẳn là thời ba còn trẻ rồi tĩnh chợt thấy mẹ cũng trẻ trung đang bế một bé gái chừng hai tuổi đứng nhìn về phía ba đang say sưa vẽ thấy không con ba con chỉ yêu vẽ ba ở cùng mẹ không phải tình yêu Tới ngày nào đó ba con tìm được tình yêu thật sự, ba con nhất định sẽ bỏ đi. Mẹ biết chắc vậy, vì mẹ yêu ba. Mẹ ước gì ngày đó không tới, bởi không có ba mẹ sẽ chết mất. Con gái, nếu có ngày ba bỏ mẹ đi, con hãy ở lại cùng mẹ nhé. Đừng học ba bỏ mẹ lại. Mẹ rất sợ cô đơn. Một cú trượt nhẹ, khung cảnh xung quanh thay đổi. Nheo mắt quan sát xung quanh, Tính thấy một đứa bé. Chính mình tầm 12, 13 tuổi tóc vẫn để dài biện thành một dải đuôi sam đang nhón chân đứng nhìn lén qua khe cửa. Tính nhận ra cánh cửa này, quá quen thuộc. Đây là cánh cửa phòng ngủ của mẹ. Tính bước nhẹ tới sau lưng đứa bé, khẽ lắng tai. Từ sau khe cửa, tiếng mẹ nấc nghẹn và bất lực. Đứa bé đẩy khẽ cửa ghé mắt nhìn, Nhờ vậy tĩnh thấy được trong góc phòng mẹ ngồi co mình trên nền gạch. Đầu cúi thấp và bờ vai gầy dọc run lên từng chập. Đứa bé òa khóc, lao vào phòng. Cánh cửa đóng lại, tĩnh đứng ngần người. Lại thêm một cú trượt. Lần này tĩnh có thể ngay lập tức xác định mình đang đứng tại chính phòng ngủ của mình, nhưng rõ là đã nhiều năm về trước. Ánh đèn ngủ lờ mờ giúp tĩnh nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm trên giường, rõ ràng đã ngủ say chăn trùm kín mít chỉ thò ra cánh tay phải tấy bầm những vết roi vọt tĩnh nghe trong lòng chìm xuống có tiếng mở cửa khe khẽ tĩnh quay người và giật mình khi thấy mẹ đi vào bà bước rón rén quỳ bên giường nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay đứa trẻ rồi áp bàn tay nhỏ bé lên má tĩnh nghe thấy tiếng nức nở nghẹt trong lồng ngực của bà mẹ xin lỗi mẹ điên rồi mẹ xin lỗi mẹ phải làm sao đây mẹ xin lỗi lồng ngực tĩnh như thắt lại trong tim như có gai cào tĩnh như quên đi những buồn tủi ám ảnh trong lòng muốn bước tới bên mẹ nhưng cả người chợt cứng nhắc bóng tối ùa tới và khi ánh đèn bừng lên thì tĩnh đã thấy mình đang đứng trong hành lang bệnh viện một đám đông đang tiến lại gần và tĩnh ngay lập tức có thể nhìn ra bóng mẹ thấp thoáng mẹ đang nắm tay một vị bác sĩ liên miệng hỏi con tôi sao thế này chú ơi con tôi nó bị làm sao vị bác sĩ lông mày nhăn tít nứt xương đùi nhưng không đi xử lý ngay mà lại tiếp tục đi lại nên vết nứt rộng ra cơ đùi bị tổn thương giờ nó sưng tấy viêm lên nên mới phát sốt con bé này rõ lì lợm. Nó có lành được không? Chắc không ảnh hưởng đi lại sau này hả chú? Tại nó có vẽ nữa được không chú? Ơ ờ hay, chị này. Vâng, theo kinh nghiệm của tôi thì vết thương của con chị chẳng ảnh hưởng gì đến vẽ vời đâu. Bó bột xong là đi lại được. Chị yên tâm. Tốt rồi. Tốt quá. Nó chỉ yêu vẽ. Không thể vẽ được thì con bé sẽ chết mất tĩnh lặng người nhìn bóng lưng gầy guộc của mẹ trong ánh đèn nê ông sáng lạnh của bệnh viện tĩnh có thể thấy ngay cả khi miệng bà liên tục nói may quá tốt rồi thì tay bà đặt trên ngực vẫn run rẩy cứ như vậy trong giấc mơ dài như bất tận ấy tĩnh thấy mình như đang trải nghiệm lại tất cả những khoảnh khắc trong đời và hình ảnh tĩnh thấy nhiều nhất là về mẹ hình ảnh của mẹ hiện hiện trong những điều nhỏ nhặt mà bấy lâu nay tĩnh chưa từng để ý. Những ly ca cao nóng mỗi sáng tĩnh ngủ dậy. Những bộ quần áo tinh tươm phẳng phiu như mới. Món gà quay vàng rộn yêu thích của tĩnh thường xuyên có mặt trên mâm cơm. Rồi ánh mắt hoảng loạn cùng tiếng van nài khản đặc của mẹ hiện lên ám ảnh. Tĩnh thấy như bị búa tạ đập thẳng vào tim. Đau nghẹn đến không thể thở nổi. Bóng tối lạnh lẽo lại xuất hiện dần dần xâm chiếm cơ thể tĩnh tĩnh cố vẫy vùng nhưng cả người cứ nặng trịch lồng ngực tĩnh như có bàn tay đang lạnh lùng vò xéo tĩnh bật khóc mẹ ơi ồ hình như trời đang mưa và kỳ lạ làm sao nước mưa thật ấm ngay khi ý thức quay lại đó là thứ đầu tiên tĩnh cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước thấm sang cơ thể lạnh băng của tĩnh tĩnh nghe trái tim mình khẽ này lên một nhịp tĩnh có thể mơ hồ cảm giác được mình đang nằm trong bệnh viện hẳn phải như vậy bởi tĩnh có thể cảm thấy hàng đống dây nhợ đang quấn quanh người và bàn tay phải có ai đó đang nắm tay phải của tĩnh rất chặt đó cũng là vị trí tĩnh cảm nhận được những giọt ấm nóng đang tí tách rơi hơi thở quen thuộc khiến tim tĩnh mềm nhũn dù chưa thể mở mắt nhìn xung quanh nhưng tĩnh biết đó là mẹ và mẹ đang khóc Khóe mắt tĩnh chật cay Dùng hết sức có thể Tĩnh mấy ngón tay Khều nhẹ vào lòng bàn tay mẹ Và thì thầm thật khẽ Mẹ, đừng khóc Con vẫn ở đây Tiếp theo chương trình Mời quý vị và các bạn Cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Bố và món thịt gà Ai Ivy Nguyễn sau 4 năm du học, nó về nước làm việc. Nhưng chỉ được vài tháng, nó nhận ra nơi này không phù hợp với nó. Đồng lương trả cho nó rẻ mạt và năng lực của nó không được coi trọng đúng mức. Nó muốn trở lại nơi mà nó đã dành 4 năm để học đại học. Nơi đó nó có thể kiếm được một công việc tốt hơn nhiều và nó cũng quen thuộc với lối sống ở nơi đó hơn mẹ nó trầm mặc, còn bố nó thì nổi giận. Bữa cơm, ai cũng không lên tiếng. Mẹ khẽ huých vai nó, mắt nhìn vào đĩa thịt gà rồi lại nhìn bố. Nó hiểu ý mẹ. Ở nước ngoài nhiều năm nên nó dường như quên mất người Việt có thói quen gắp đồ ăn cho nhau để thể hiện sự quan tâm. Bố nó lại đặc biệt thích được quan tâm. Nó len lén nhìn sắc mặt của bố, rồi động đũa gắp một miếng cánh gà đặt vào bát bố bố vẫn im lặng, chán vẫn nhăn lại, mắt vẫn không thèm nhìn nó lấy một cái. Mẹ lại huých nó thêm một cái nữa. Nó nghĩ mẹ muốn nó nói vài câu quan tâm, săn sóc. Nó lại lén lén nhìn bố một cái rồi gắp miếng cổ gà bỏ vào bát bố. Bố ăn đi, bố thích nhất là cổ cánh mà. Nó nhớ bố luôn ăn cổ cánh gà và luôn thích gắp mấy miếng gà liền một lúc vào bát nó nhìn bát cơm của nó lùm lên như một ngọn núi nhỏ mới khẽ cười khà khà nó tưởng sau khi nó nịnh nọt ít nhất nếp nhăn trên trán bố cũng phải giãn ra một chút mới phải đằng này bố lại buông đũa nhìn vào bát mình rồi lại nhìn nó bị bố nhìn nó tự dưng thấy lúng túng gãi đầu gãi tai một hồi bố chẳng nói câu nào mà từ tốn đứng lên đi về phòng nó nhìn bóng lưng của bố rồi lại vội vàng quay sang nhìn mẹ cầu cứu. Mẹ lẳng lặng gấp hai miếng cổ, cánh ra khỏi bát của bố. Nó lắp bắp. Sao vậy mẹ? Con tưởng bố thích ăn nhất là cổ cánh mà. Mẹ dừng động tác lại, khẽ thở dài. Bố con thích ăn nhất là đùi gà. Con luôn thấy bố ăn cổ cánh là bởi vì bố nhường phần ngon cho các con. Bố con đã bao nhiêu tuổi rồi? từ vài năm trước răng đã không tốt không gặm được thịt gà muốn ăn phải chọn miếng ngon lọc sạch xương xé nhỏ mới ăn được còn nữa bố ghét nhất là gắp đồ ăn liên lục vào bát nhưng nhưng hồi bé chẳng phải bố luôn gắp như thế cho con mà nó kinh ngạc hỏi hồi đó còn ở chung với nhà bác hai bác ca mấy anh chị đều lớn đều nhanh tay gắp đồ ăn con bé xíu ăn được nửa chén cơm đã chẳng còn gì ăn thế nên bố con mới luôn gắp đồ ăn như thế cho con thấy nó im lặng mắt thì nhìn chăm chăm vào đĩa thịt gà mẹ nhỏ giọng nói bố dụng mất mấy cái răng tóc bạc đi mấy phần còn đi học bốn năm về có nhận ra không con lại đi thêm lần nữa lần này còn chẳng biết bao giờ mới về mẹ biết dù bố mẹ có phản đối con vẫn có thể cương quyết theo lựa chọn của con mẹ chỉ muốn con hiểu bố hoàn toàn không muốn kìm hãm sự phát triển của con muốn giữ chặt con bên mình như con đã nghĩ tấm lòng của người bố con thực sự chưa hiểu được chút nào mẹ nói rồi cũng đứng lên vào phòng với bố nó lặng người trước bát cơm chưa ăn hết mắt vẫn chưa rời đĩa thịt gà Tình cảm của bố dành cho nó luôn là quan tâm, săn sóc, dành cho nó hết những gì tốt đẹp nhất. Còn nó, dường như nó chẳng hiểu gì về bố, đã vậy nó còn chẳng muốn dành thời gian để hiểu bố. Hình như nó đã quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân. Nó ích kỷ luôn cho là mình đúng, giống như hơn 20 năm nay nó cho rằng bố thích ăn nhất là cổ cánh gà và thích gấp đồ ăn tới tấp vào bát nó ích kỷ cho rằng bố mẹ chỉ muốn giam nó lại, kìm hãm sự phát triển của nó mà không nhận ra tình yêu của bố mẹ đằng sau đó. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Tâm thần, tác giả Linh Su. Tốt nghiệp xong 3 năm trung cấp y, may phải chật vật nhiều lắm mới tìm được một việc làm được gọi là ổn định là làm y tá tại bệnh viện Tâm thần nhiều bạn học cùng may lắc đầu ngán ngầm thả đi làm điều dưỡng viên cho nhà giàu để bị coi không khác gì ô xin còn hơn là cả ngày chạy nhong nhong theo mấy thằng điên may chẳng nói gì thêm may vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình phải hài lòng với công việc này một công việc đúng nghĩa với tấm bằng trong tay với những điều mà may đã được học tại một môi trường làm việc là bệnh viện thực thụ lại được hưởng lương thưởng điều độ may chẳng mong chờ gì hơn bệnh viện tâm thần nằm cách xa trung tâm thành phố từ nhà may chạy xe máy đến nơi làm việc phải mất hơn hai tiếng đồng hồ từ chỗ tấm biển chỉ dẫn bằng sắt dỉ xét là một con đường đất nhỏ lọt thỏm giữa hai hàng cây xanh rậm rạp xung quanh không có lấy nổi một bóng nhà dân may cứ đi mãi đi mãi cho tới khi nhìn thấy những luống rau xanh mướt lấp ló sau những hàng rào dây thép gai vá chẳng đục kể đến đây may cười rất tươi với hùng mày nói. Vậy là hôm nào chúng mình cũng có rau sạch để ăn. Hùng bĩu môi. May kể. Lúc em vừa mới đến nơi, đã có một màn đón tiếp cực hoành tráng. Một người vội vàng đánh rơi gáo nước đang tưới rau của mình xuống đất. Vẫy tay với em rất nhiệt tình. Bà cô đó có kiểu tóc không bình thường cho lắm nhưng trông rất ngầu nhé hai tay mày tự túm lấy nắm tóc của mình đặt chồng ngược lên tả cho người yêu xem khiến anh cười sặc sụa câu chuyện về ngày làm việc đầu tiên của may tiếp tục rồi có một ông chú ra đón em chú hỏi tên hỏi tuổi hỏi địa chỉ nhà hỏi nhiều và cụ thể lắm chú tự xưng là chú nam chú nhận chú cùng quê với em nhà chú trước cũng gần khu em ở luôn chú hỏi tìm đường đến bệnh viện có khó khăn không vì chỗ đó thật sự rất khó tìm đường lại rất xa thành phố nữa ông chú ấy thực sự rất ân cần cũng hiền lành trông có vẻ rất bình thường hùng ngắt lời vậy thực ra ông ấy có phải là người bình thường không mày nói chắc nịch tất nhiên là không hùng đưa hai tay lên vỏ đầu rồi may đưa tay vuốt lại mái tóc của hùng mỉm cười đừng tạo kiểu tóc giống như ông chú ấy chứ hùng xua tay làm điệu bộ giận dỗi thôi đừng nói về những chuyện ở đó nữa anh thấy nổi da gà rồi này hùng chìa cánh tay của mình ra cho may xem cô gái ngả đầu vào cánh tay của người mình yêu có một cảm giác rất yên bình và ấm áp may cất tiếng đó là công việc của em mà. Em cảm thấy tốt đấy chứ. Dần dần sẽ quen thôi. Sau này nếu lấy nhau, cả hai đứa đều có công ăn việc làm ổn định sẽ rất tốt. Dạo gần đây, may hay nói đến hôn nhân sau này. Hùng hơi sợ sợ, cũng nhớ đến hồi mới yêu nhau. May hay thì thầm với Hùng. Anh là tình yêu đầu tiên của em. Đừng bao giờ làm em đau khổ. Những điều may nói đôi khi làm Hùng cảm thấy như bị bóp nghẹt trong tim. Cái cảm giác tình yêu như một gánh nặng thật khó tả. Hùng cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng. Tốt nghiệp đại học đã một năm nhưng Hùng vẫn chưa kiếm được chỗ làm nào tử tế. Ban ngày Hùng đi ra sư vài lớp để kiếm thêm vài đồng cỏm cõi như thời còn sinh viên. Tối tối thì cắp sách vở đi học thêm bằng tại chức tiếng Anh may đã thiếp đi trên tay hùng từ lúc nào chắc hẳn cả ngày nay ở bệnh viện tâm thần may đã mệt nhiều lắm hùng nhìn cánh môi may đang hấp hấy nửa như muốn cất lời nửa lại đang giữ im lặng anh thấy thương cô rất nhiều hùng nhẹ nhàng đặt đầu may lên gối kéo chăn đắp cho cô rồi nhanh chóng anh lại đặt lên bụng mình trước máy tính sách tay trang chủ của hùng hiện ra toàn là những trang tìm việc hùng soạn email xin việc lách tách trong bóng tối gửi đi rất nhiều mà hồi âm nhận được thì chăng có bao nhiêu năm giờ sáng may đã tỉnh dậy mà không cần nhờ đến báo thức may nhìn gương mặt xám xịt của hùng đang ngủ trong lòng vương vấn chút lo âu rồi may nhanh chóng quay đi vội vội vàng vàng rửa giấy thay áo quần may xách xe ra khỏi cửa phòng trọ bầu trời chung quanh vẫn còn âm u xa xa chỉ có những sợi nắng rất mảnh khảnh vắt hờ hứng ở nơi vòm trời. May nhìn chúng, thở một hơi rất dài. Đi làm thôi. Hôm nay, ông chú hiền lành ngày hôm qua đã trở thành một người khác hẳn. Ông ta chạy ảo ra đón may với gương mặt cau có kỳ lạ. Ông gào vào mặt cô. Mày là ai? Mày là ai? Mày là ai? những người xung quanh vốn thường im lặng như những bóng ma bỗng dưng bị kích động ai nấy tay xô tay chậu hò reo cổ vũ linh đình may thực sự bị một phen khiếp hãi cứ đứng im chịu trận cho đến khi những đồng nghiệp khác chạy ra giải vây may bảo với hùng bác sĩ dặn em là nếu lần sau còn gặp trường hợp bị hăm dọa như vậy thì em được phép sử dụng vũ lực để can thiệp hùng giơ nắm đấm lên cổ vũ may nhưng may lại lắc đầu quẩy quậy. Cô chỉ nói lý nhí. Em sợ. Hùng định nói rằng chưa khi nào anh yên tâm khi cô phải làm việc ở một nơi quái quỷ như vậy nhưng anh lại thôi. Dù sao đó cũng là một công việc. Một công việc thực thụ. Một công việc thực thụ dành cho may. Nếu Hùng muốn may thôi việc ở đó thì ít ra anh cũng nên kiếm được một công việc tử tế nhưng thực sự là chỉ bản thân anh còn chẳng xoay sở nổi sao anh có quyền bảo may phải làm theo ý anh. Hùng đành xoa đầu may. Thủ thỉ. Cố lên. Chẳng phải em nói dần dần sẽ quen sao? Lúc đó Hùng chỉ có một ý nghĩ đơn giản trong đầu là khiến may trở nên mạnh mẽ lên phần nào. Nhất quyết anh không thể để lộ ra chút âu lo. E ngại nào của mình để cô thêm bận tâm nữa. May gật đầu. Rồi May lật đật đi mắc màn, xếp chăn gối. May kêu mệt, từ giờ tối nào cũng phải đi ngủ thật sớm để chuẩn bị tinh thần hôm sau đi làm. Cả đêm Hùng ngồi ôm máy tính. Sáng hôm sau khi May đi làm thì Hùng vẫn còn ngủ. Hôm sau nữa May cũng đi từ lúc tờ mờ sáng và trở về mệt mỏi như một bóng ma rồi vội vã leo lên giường đi nằm. Càng ngày, càng ít khi hai người có thời gian tâm sự nhiều với nhau đêm ngủ hùng cũng chỉ dám vụng về đặt tay lên đôi vai run run của may để cho cô ngủ thật yên thi thoảng may như chợt nhớ ra điều gì hỏi hùng anh đã tìm được việc chưa đã có nơi nào gọi anh đến phỏng vấn chưa bàn tay ấn phím ép năm nhiều lần nhưng hộp thư vẫn trống rỗng hùng nói bâng quơ sắp rồi may nghe hùng nói vậy thì mỉm cười rất yên trí hùng thì cho rằng anh chẳng thể phân biệt nổi những nụ cười của người anh yêu ở lớp tiếng anh tại chức hùng đang theo học bỗng dưng có một người đàn bà tầm trung tuổi mới nhập học ngay từ buổi đầu tiên mới vào lớp chị ta đã tiến đến chọn chỗ ngồi cạnh hùng hùng không thấy mình nên có ý gì phản đối chị ta giới thiệu rằng mình đang là nhân viên kế toán cho một công ty lớn trường phòng hiện tại đang chuẩn bị về hưu nên chị tranh thủ đi học thêm cái bằng ngoại ngữ để cạnh tranh cái chức trường phòng trong tương lai hùng cũng tâm sự với chị về chuyện mình cũng đang chật vật tìm việc làm thời buổi này sinh viên ra trường nhiều như lợn con mà công việc thì không có để mà chọn chị tỏ vẻ đồng cảm với hùng lắm nghe chị kể hùng cũng gật gù nhưng phải kế bà chị cũng đã lớn tuổi rồi nên học hành cũng không đâu vào đâu trong giờ thì hai chị em tâm đầu ý hợp về rất nhiều chuyện. Hùng nói cứ khi nào chị cần giúp về ngoại ngữ thì Hùng luôn sẵn sàng. Chị véo nhẹ vào đùi Hùng, nói thầm, tối nào rảnh qua nhà chị phụ đạo cho chị ít tiếng Anh. Rồi chị nháy mắt, đút vào túi ngực Hùng tấm các của chị, công ty chị cũng được lắm. Chị lên chức thì phòng vẫn còn thiếu một chân kế toán đấy. Em không học ngành này cũng không sao có khe bằng đại học là được, có gì thì chị lại phụ đạo lại em chứ sao? Hùng thấy lạnh gáy, vội vàng đặt tay mình lên tay chị, ngăn không cho bàn tay đó di chuyển lên cao hơn. Nhưng tấm các ấy Hùng luôn giữ trong túi áo ngực của mình, đôi khi có cảm giác nó giống như một tấm vé vàng cho cuộc đời của Hùng vậy, nếu sử dụng nó có thể Hùng sẽ thoát khỏi những bế tắc hiện tại. Nên nhớ, nó chỉ dành cho Hùng thôi không có chỗ cho may, anh cũng chưa thể tìm được cách nào dành cho cô. Hùng không thể nào ngừng suy nghĩ về tấm vé vàng đó. Số điện thoại cũng đã lưu vào máy chỉ trực bấm phím gọi. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần chìm đắm trong cái ý nghĩ thay đổi vận mệnh ấy lại thấy đau nhói ở lồng ngực. Hay là Hùng cứ chọn cách ra đi một mình. Cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống hiện tại này và toàn quyền sử dụng cơ hội của anh. Khi tiếng cười của người đàn bà kia vang lên trong điện thoại, Hùng đã cảm thấy cảm giác tội lỗi cứ như dâng trào lên. Không hiểu sao tội lỗi từ đâu tới đã vấy bẩn lên tấm lòng của một người vô tội như anh dành cho may. Có một hôm, đúng lúc Hùng đang ngồi thử ra suy nghĩ thì giật mình nhận được điện thoại của may. Hôm nay anh đến bệnh viện dọn vườn thực vật cùng em nhé. Hùng còn đang ậm ừ thì Mai nhanh nhào nói tiếp có rất nhiều rau có cả lá lốt ngải cứu và cả cây nha đam nữa anh đi luôn đi nhé hùng dắt xe ra khỏi nhà không buồn ngoái lại nhìn đám đồ ngổn ngang của mình đang thu xếp giờ phía trong vội vàng khóa cửa lần đầu tiên hùng chạy xe theo con đường mà may vẫn đi làm mỗi ngày đường bao quanh thành phố rất rộng và rất xám xịt hùng tự hỏi khi may ra đi vào lúc sáng sớm và trở về sau những ca trực đêm thì sẽ thế nào hùng thấy gai người khi nhìn thấy tấm biển sắt dỉ sét và những hàng rào thép gai dài rằng dặc. những rặng cây xanh ngắt và con đường mòn tăm tối không mấy ai đi tới khiến hùng cảm thấy khâm phục lòng dũng cảm của may nhiều hơn đi hết con đường mòn hùng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của may đang ngồi ở ghế đá đợi hùng bên cạnh may có một người đàn ông mặc chiếc áo kẻ sọc nhầu nhĩ. Thấy Hùng tiến lại gần, may đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Hùng đứng yên quan sát may hồi lâu. May đang trò chuyện với người đàn ông xưng là chú Nam đó. Chú Nam đang vừa khóc vừa nói rất nhiều. Hùng nghe hết nhưng không thể hiểu hết câu chuyện đó. Đại loại là vợ chú đã đi lạc trên con đường tìm đến bệnh viện này nhiều năm rồi mà chưa thể đến nơi may đặt tay lên vai người đàn ông tội nghiệp đó đôi mắt chân tình của cô dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngây dại đối diện chú xem bạn cháu cuối cùng cũng tìm ra đường đến đây rồi này tối nay anh ấy sẽ đưa cháu về cùng rồi vợ chú cũng sẽ tìm ra chú và đưa chú trở về nhà những giọt nước mắt thương tổn lăn trên gò má nhăn nheo của người đàn ông đau khổ kia đang dần khô anh có đem kẹo cho em không rồi may quay sang nhìn Hùng. Hùng chìa ra ba thỏi kẹo bạc hà nhân dâu, nhân dừa, nhân cam. Từ sau lần may kêu là bị viêm họng mà làm ở đây vì cứ phải luôn la hét đến khản cả cổ. Thi thoảng vài ngày Hùng lại thủ túi vài thỏi kẹo bạc hà đủ vị để đưa cho cô. May bóc thỏi kẹo, đưa cho chú Nam một chiếc màu hồng hồng. Ông chú tâm thần nhìn may cười hành hạch như con trẻ giây phút ấy, hình ảnh may động trong mắt Hùng như một thiên thần vậy. Quả như lời may nói, vườn thực vật ở nơi này thực sự được chăm sóc rất tuyệt vời. Có đôi lúc những người xung quanh làm Hùng giật mình nhưng may đã ở ngay cạnh đó và chấn tĩnh anh. Chỉ cần một cái chạm thật nhẹ, may xua tan đi tất cả những nỗi sợ hãi trong tâm trí Hùng. Bỗng nhiên, một người phụ nữ hét lên thất thanh lăn mình dãy ruộng đau đớn trên mặt đất. Rồi những tiếng hét xảy ra liên tục như một hiện tượng lan truyền. Hùng co rúm người lại. May và những y tá khác vội chạy đến chỗ người phụ nữ đang lên cơn. Giữ chặt người chị ta. Lôi sành sạch vào phòng bệnh cách ly. Hùng đột nhiên cảm thấy mình không an toàn giữa những con mắt ngây dại xung quanh. Liền lùi bước chạy đi tìm may. Qua khe cửa, Hùng nhìn thấy cảnh may và các đồng nghiệp đang làm việc. Tứ chi của người phụ nữ đang gào thép kia bị trói chặt vào bốn góc giường. Một người nhanh nhẹn tiêm vào cánh tay bệnh nhân. Tiếng hét trở nên kinh hãi và đầy đau đớn. Đến phiên may dùng tay bóp miệng người đó và tống vào cổ họng cô ta những viên thuốc đủ màu. Rồi may kêu á lên một tiếng. Máu từ lòng bàn tay may chảy ra giàn ruộng hùng cảm thấy như mình đang được xem trực tiếp những cảnh quay chân thật nhất của một bộ phim kinh dị đáng sợ khoảng nửa tiếng sau hình như mọi sự đã yên bình trở lại may bước ra khỏi phòng bệnh với bàn tay dướm máu hùng hỏi may bảo không sao đâu lúc cho thuốc đã cắn em một cái đấy khi hết cơn thì lại chẳng nhớ gì đâu hùng cau mày nhìn vết thương trên tay người yêu một người y tá khác đưa cho may một miếng ugo mày nói em cảm ơn đây là lần lên cơn thứ ba trong tuần rồi chị nhớ báo lại cho bác sĩ điều trị nhé một tuần ba lần như vậy sao hùng ngạc nhiên có người thì mỗi tuần vài lần có người thì cả tháng cũng chỉ một hai lần có người còn cả ngày lầm bẩm một mình không lúc nào ngưng cũng đáng sợ lắm bệnh nhân thì có nhiều kiểu mà bệnh viện thì có nhiều bệnh nhân mày nói hùng nhớ đến những đêm không ngủ lo lắng nhìn những vết va đập bầm tím trên cánh tay may những giọt mồ hôi lạnh không biết từ đâu tới thấm ướt đẫm chán cô kể cả khi ngủ chân tay may vẫn còn quở quạng như đang vây bắt bệnh nhân luôn miệng chi hô có khi lại ngọt giọng dỗ dành có khi lại nhỏ những giọt nước mắt rất đau đớn trong cơn mê ngủ giờ khi may đang đi cạnh hùng giọng may cũng nghèn nghẹn khi kể cho anh nghe câu chuyện của nữ bệnh nhân lúc nãy đó từng là một cô gái rất bình thường khi tỉnh trông cũng rất xinh đẹp và dịu dàng nhưng chỉ vì một lần bất ngờ nhận được thiệp hồng của người yêu cũ mà trở nên như vậy đấy cô gái ấy đã điên vì tình vì cứ ngu ngốc chung thủy chờ đợi một người đã lừa dối cô ấy mà sinh bệnh tật ở bệnh viện này mỗi bệnh nhân đều đã từng trải qua một cú gốc tâm lý rất đáng sợ những câu chuyện rất bi đát đôi khi giờ khóc giờ cười có những điều đáng sợ đến nỗi người ta phải giấu đi nhân cách và tâm thần của mình hùng cảm thấy sợ anh sợ những nỗi sợ vô hình đó lần đầu tiên anh sợ cả những giọt nước mắt những khổ đau những mệt mỏi những đau đớn và tình yêu của may làm sao anh có thể nỡ lòng nào mà lìa xa người con gái này? Hùng lấy tay gạt giọt nước mắt của May, quảng tay qua vai cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay bị thương của cô, thì thầm vào tai May. Thôi nào, để anh đưa em về. Anh đang dọn dẹp dở tay ở nhà, còn nhiều việc bể bộn dành cho chúng mình lắm. quý vị thính giả thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại